mấy mì của em. Tìm gì không? Anh ơi, sao em đã đau chân em phải máu. Hôm qua đi nhảy cho kia ngã rồi không nhớ à? Con nhảy cho kia ngã không nhớ à? Nhớ. Mà anh kiên gì à? Kiên gì à? Anh tên là chuột đẹp trai rất Phú Thọ. Có người yêu chưa? Anh á? Anh chưa? Chưa người yêu. Cái này ai làm cho em ăn đấy? Anh làm đấy. Anh làm đấy. Ngon đấy. Mà làm cái gì sao nó xanh này? Làm từ lá cây rồi làm từ cái gì nữa? Lá cây à? Em không biết. Làm từ lá ấy á? Cho em đau. Cái này là làm từ lá sung ấy. Lá sung ăn bẩn hay? Ngon em nhớ không? Cho cái này ăn bánh mì của em. Ăn mỗi mấy miếng. Hết rồi. Ngon không? Ngon. Thế qua anh nhảy ngã thì sướng không? Em không nhớ. Thế có người yêu chưa? Không chưa. Thế em mấy tuổi rồi? Em không biết. À, không biết mấy tuổi. Thế có biết tên là gì không? Sao các anh ấy ở tiếp trong nhà em này? Tại nhà em. Ừ, nhà của Trung mà. Nhà của Trung thì ở đây. Ở nhà của em mà. Bây giờ em định làm gì? Em muốn lấy chồng không? 12. Em lấy thằng Hoàn Omo. Không, em lấy anh cơ. Đấy. Tuấn đã lại cái điểm sao các bạn đòi lấy mình. À. Nhưng mà quần áo của em đâu? Đây đây đang mặc đây. Váy của em cơ. Váy á? Váy đang phơi hình như là chưa khô chưa mặc được. Thôi có thích cả váy hồng không? Rồi. Đấy. Có. Mặc nhá. Vâng. Để anh lấy mà mặc. Mặc váy này nhá. Mặc không? Cái tối mới mặc nhá. Mà ai mặc quần áo cho em ấy? Hả? Ai mặc quần áo cho em ấy? Anh Hoan mặc rồi, anh Hoan nhìn thấy hết rồi.